Ok, hai các bạn à, mới khởi động xong sáng rồi. Sáng là cái khoảng thời gian mà tôi cực kỳ thích đi chạy bộ, bởi vì thật sự là nếu mà các bạn dành thời gian mà các bạn chạy bộ đều buổi sáng, thật sự nó rất là tốt cho các bạn. Các bạn nếu mà các bạn chưa quen, các bạn mới bắt đầu, các bạn có thể chạy bền ủ tay đi tích từ tầng từ trên nóc đi xuống đây. Các bạn có thể chạy bền được, chạy bền tốt. Ví dụ các bạn chọn một quãng đường nào đó bất kỳ xung quanh nhà bạn, công viên đó, bạn chạy bộ mỗi ngày, thật sự là cái việc bạn chạy bộ á nó rất là tốt cho sức khỏe của bạn đó. Mà chạy á, cứ chạy mỗi ngày đi, các bạn sắp xếp thời gian sáng á, chịu khó thay vì mình ngủ đến 9 giờ sáng 8 giờ sáng mình mới dậy, mình lò mò, mình chuẩn bị đồ mình đi làm, thì mình chịu khó mình dậy sớm nó một chút ha. Đó, dậy sớm một chút rồi mình chạy bộ. Rồi đó, bây giờ tôi xuống sân tôi chạy bộ nè. Hả? Vừa chạy vừa vòng vòng quay phim cho các bạn coi. Rồi đó, sáng chúng ta cứ chạy bộ vòng vòng dưới nhà đi. Mình có làm 2 vòng quanh cái tòa này, tòa tên gì tôi quên tên mất tiêu rồi. Đó, cái tòa tháp chọc trời nè. Rồi tôi thì nếu mà các bạn mới tập á, các bạn cứ chạy bền đi. Khi nào mà quen dần rồi á, mình chạy mình tăng tốc lên, mà mình chạy mỗi ngày á, nó tốt cho sức khỏe của bạn vô cùng tốt luôn. Ở đây bán đồ Tommy đẹp ghê chứ kìa. Đó, Tommy 2 kìa. Mà đồ này mắc lắm, tôi không thích đồ đó. Vừa chạy bộ vừa chia sẻ với các bạn về cuộc sống. Đấy. Cái này là chạy qua hai cái kim tự tháp này nha. Rồi. Nhưng mà có nhiều bạn thắc mắc là giữa việc mà chạy bền với chạy nước rút thì cái nào nó đốt mỡ nhiều hơn. Thì chắc chắn là nếu mà bạn có thể bằng chạy nước rút, nó sẽ giúp bạn đốt mỡ nhiều hơn rất là nhiều. Mà vừa chạy vừa nói kiểu này là đuối lắm. Có anh bảo vệ mới cười tôi, anh bảo vệ nghe dưới nhà. Rồi bây giờ chúng ta đã ôi chúng ta đã chạy xa ra khỏi làng Mantamon rồi. Đấy. Vừa chạy đuối kiểu này đuối lắm. À. Rồi mình đi qua công viên nha. Cái này là phải đi qua đường, nó phải đi chậm, quan sát cho nó rõ. Rồi ra xong màn khởi động, bây giờ đến màn tăng tốc chạy nhanh hơn một xíu. Bây giờ thì tôi sẽ chạy tới cái chỗ lên, chạy lên cầu đến cái đài phun nước. Ở đây chạy bộ rất là đã đó các bạn. Ở đây là ở trên cái cây cầu, cây công viên nè. Khi chạy á, các bạn hít thở đều theo nhịp hít thở 1, 2. Đó, hít thở với 1, 2. Ôi, mỏi tay quá. Nãy giờ chạy mà nó chưa mỏi chân mà. Phải đổi tay thôi, cầm một tay điện thoại mà cho. Ở này, chỗ này nó đang sửa rồi. Bữa khai trương lên mát 81 á, mọi người tới chơi đông quá, nên công viên giờ phải sửa rồi đó. Rồi sáng là chúng ta vừa chạy mà vừa ngắm công viên, nó rất là đã. Đó, thoáng mát. Bây giờ mình chạy lên chỗ cái cây cầu đỏ chỗ đằng kia nha. Đó rồi, trời ơi, tập mình vừa chạy vừa quay phim vậy, nó mệt chết luôn. Ở chỗ này nó không có đường chạy lên, là chúng ta sẽ không có đi lên cỏ chỗ này, nên chúng ta phải chạy đường vòng nữa. Rồi đó, đây các bạn thấy không,
hay cái khu giống cái khu Nhật Bản. Chạy tiếp, chạy tiếp. Đây có hai bạn nữ xinh xắn đang đứng chụp hình nè. Đó, chúng ta chạy lại. Đẹp không? Các bạn thấy chỗ này đẹp không? Giờ nãy giờ tôi chạy vòng vòng mà tôi không biết cái đường ra luôn các bạn. Cái công viên nó rộng quá. Đó, khi mà chúng ta có một cái địa điểm đó chúng ta chạy như vậy á, chúng ta cứ thế chúng ta phải chạy thôi, chạy liên tục để chúng ta chạy ra khỏi chỗ đó. Ở chỗ này có mấy bạn đang sửa rồi, chúng ta chạy qua sông bóng rổ ở đây luôn. Ở sông bóng rổ này bên này rào lại ơi. Thở miếng. Ôi. 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 Nụ quy sân bóng. Giờ chúng ta chạy ra khu trò chơi nhé. Trò nãy giờ là 6 phút chạy liên tục quanh công viên Vinhomes Central Park. Qua cái khu trò chơi này nó rất là rộng. Tôi đi bộ xíu à. Tôi chạy nãy giờ tôi mất phương hướng, tôi không biết tôi đang chạy đâu. Buổi sáng mà như thế này á nó thú vị lắm các bạn. Vừa chạy vừa quay vlog chia sẻ với các bạn. Ê à, sau lưng là tòa Landmark 81 kìa. Thôi bây giờ tôi chạy khởi động một vòng đủ rồi, bây giờ tôi sẽ vô sông bóng rổ chơi. Thôi tạm biệt các bạn nha. Chạy bộ đi, chạy bộ mỗi ngày nó giảm mỡ tốt cho sức khỏe lắm. Bạn có thể chạy bền hoặc chạy nhanh. Nãy giờ chưa kiếm ra cái đoạn nào mà nó thẳng nữa mà tôi chạy nhanh hết. Hôm khác tôi chạy tập chạy nhanh nha. Giờ tôi vô khởi động, nãy giờ là nóng rồi, vô chơi xong bóng rổ. Có nhiều bạn hỏi là sao tôi chạy mà tôi mau mệt. Trời ơi, tôi vừa chạy mà cũng vừa nói quay video các bạn nghe sao không mau mệt được. Nãy giờ chạy muốn hết một vòng công viên rồi. Ok rồi, giờ tôi vô tôi chơi bóng rổ đây nha. Bye các bạn nha.